Con rán bình thường chỉ hôi và nhìn kinh kinh, không đáng sợ lắm. Cho đến khi nó cất cánh bay. Nhưng bạn nghĩ sao nếu chúng vừa biết bay mà lại còn vừa to bằng vệ sĩ tổng thống? Đây là series recap mấy bộ phim mà lúc nào bạn cũng thấy tóm tắt một loạt ở trên Facebook. Nhưng bạn không bao giờ biết đấy là phim gì, không bao giờ tìm được. Tin tôi đi, phim dở như hạch. Nhưng mà well, thôi, đây là Terror for Mars Live Action cuộc chiến giữa một nhóm phi hành đoàn và loài rán mặt đần sống trên Sao Hỏa trông giống mấy con trong quảng cáo Thái Lan. Chuyện là vào thế kỷ 21, dân số đông đến mức trái đất trở nên quá tải. Loài người thì không không ngừng đẻ được nên họ đã quyết định di dân lên sao hỏa nhưng mà sao hỏa thì không phải là cứ sang rồi ở như là hàng xóm được chính phủ lên kế hoạch đem rêu và dán lên trước vì về mặt sinh tồn thì hai loài này gần như là best gánh tim rồi còn video này được mang đến cho bạn bởi content hạnh phúc và tôi còn quại video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa ăn tối trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó background để làm việc và học tập video này được chúng tôi tổng hợp và góp nhặt từ nhiều nguồn thông tin nếu có gì sai hoặc cần đính chính các bạn hãy vui lòng comment ở phía bên dưới để chúng tôi cùng rút kinh nghiệm nhé để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất thì hãy xem phim và tự cảm nhận. Lũ rán và rêu mang nhiệm vụ cải tạo khí hậu sao hỏa sao cho giống với trái đất nhất có thể. 500 năm sau kế hoạch đó tại Tokyo, Kamachi và Nanao đang liều mạng chạy trốn khắp nơi khỏi cảnh sát. Nhưng sau 500 năm thì người Nhật đã quyết định đầu tư vào công an thay vì Weibo như bây giờ, nên là hai người nhanh chóng bị bao vây. Ngay lúc đó một chiếc ô tô bay đã hạ cánh ngay trước mặt họ. Bên trong là tiến sĩ Honda, nhưng mà lại nghiên cứu sinh vật học. Ông này là người đề xuất lên sao hỏa diệt rán trước khi loài người lên sinh sống. Mà đối tượng để diệt rán lại chính là những sát nhân như là Kamachi và Nanao. Honda đưa hai người đến phòng thí nghiệm và đưa ra một thỏa thuận nếu lên sao hỏa giết gián thì nhận rất nhiều tiền nếu mà từ chối à mà quá gì có ai từ chối được cơ chứ nhiều tiền thế cơ mà cơ mà trước khi lên sao hỏa thì họ phải trải qua một cuộc phẫu thuật để thích nghi với sao hỏa cái này rủi ro cao nana bất chấp đồng ý vì tiền Komachi thì bất chấp đồng ý vì Nana và cũng vì tiền. Hai năm sau, Nana và Komachi bay tới sao hỏa cùng toàn bộ phi hành đoàn bằng tàu vũ trụ số hiệu BUG2. Phi hành đoàn thì có Jin, vận động viên boxing không gia đình. Ichiro, một con mọt sách nhà nghèo, đảm nhiệm vai trò hacker xuất thân này thì đúng là thiên địch của loài gián ri chiến thần bất tử tất cả các cuộc chiến của loài người tazuka một tên biến thái kiêm sát thủ Maria làm gái và Osako làm tú bà Yoshikane và Toramaru là Yakuza mặt đất Asuka là cảnh sát bị sa thải khỏi ngành Nói chung là chỉ cần thêm biết dốc nhạt nữa thôi thì đây chính là đội ngũ The Reviewer Ngoài ra thì còn thuyền trưởng Dojima và trung úy Mina là chỉ huy đội nhóm này Tàu bức 2 hạ cánh xuân sẻ Sao hỏa lúc này đã được phủ một màu xanh của rêu rồi Khá là giống trái đất cổ Mina phóng một thiết bị chứa thuốc xịt dán hiệu con voi ở bản đôn Nhiệm vụ của nhóm phi hành đoàn là chia ra thành nhiều nhóm để xem dán có chết hay không Sau khi phi hành đoàn rời đi, Dojima cử một máy máy bay không người lái đi tìm tàu bắc một được nhật bản bí mật gửi đến 10 năm về trước tất cả hoạt động này đều được thuyền trưởng báo cáo đều đặn về cho honda trong khi đó các nhóm đang đi kiểm tra khắp nơi nhưng chẳng hề thấy có một con rán nào chết ở xung quanh cả bởi vì rán đâu còn là bọn bé tẹo sống dai nữa chúng đã siêu tiến hóa thành một bộ phận cư dân internet người tối cổ mặt ngu cách đó không xa komachi và nana cũng tìm thấy một tên komachi vẫy tay chào thân thiết nhưng đột nhiên sinh vật này lao như tia chớp đến bẻ cổ nana lý do rất rõ ràng là nana đách chào trong nó điều bất ngờ là là con rán này có tốc độ cực kỳ cao đúng lúc đó jin tìm thấy komachi và báo rằng asoka cũng đã bị ba anh to con vồ lấy sống chết là rõ rồi toàn bộ thủy thủ đoàn vội vã quay trở lại tàu Thi thể của Nanao thì được Komachi để trong phòng y tế Những người sống sót quay ra tra hỏi thuyền trưởng Dojima Hóa ra là Dojima đã biết hết tất cả từ đầu Loài rán sau 500 năm đã tiến hóa siêu nhanh nhờ bức xạ từ không gian Và do cả những điều kiện sống khắc nghiệt nữa Giờ chúng đã trở thành rán đứng thẳng Có tốc độ và sức mạnh siêu việt hơn cả loài người Và được chính phủ gọi là Terror Forma Mọi người tức giận vì bị lừa Nhưng Honda xuất hiện dưới dạng hình ảnh 3 chiều bảo là tiền đã trao thì liệu mà múc cháo nhá đấy là cách tư bản hoạt động kêu ca cái gì cơ mà bọn dán này không phải vô địch cái vụ phẫu thuật mà tất cả đã làm trước khi lên sao hỏa thực chất là đưa DNA động vật vào họ giờ thì ai cũng có siêu năng lực để giết dán điều kiện kích hoạt là phải tiêm chất kích hoạt tế bào vào người cơ thể nhờ thế sẽ biến hình trong vài phút nếu lạm dụng thì sẽ không biến trở lại thành người được nữa nặng hơn là hết cứu thông tin chi tiết năng lực sẽ được gửi thẳng vào não từng người thế nhưng mà họ vẫn cần Dojima giải thích mục đích tất cả mọi chuyện nhưng đây là bí mật quân sự nên là hồi sau sẽ rõ nhưng mà mà mọi người thì chỉ đòi về thôi chứ ở lại làm gì đúng lúc đấy máy tính cảnh báo lũ rán đang đến gần con tàu thế là mọi người đành quyết định chiến đấu xong xuôi mọi việc rồi về trái đất tính sổ với đám chính khách sau ri tình nguyện ra ngoài đánh trận đầu tôi không biết tên thật của cậu ấy nhưng mà cậu ấy được mệnh danh là người bất tử đấy ri ra ngoài đối mặt với kẻ thù rồi đưa súng ra chích một phát vào cổ ri biến thành nửa người nửa bọ với sức mạnh của một con bọ cánh cứng siêu năng lực của anh này là phun lửa ra từ tay tốc độ và sức mạnh của anh cũng được cường hóa mạnh ngang với con rán nhưng mà thanh máu thì thua con rán một đoạn dài trận đầu người bất tử chết cùng lúc đó một con rán khác nhảy lên trên tàu vũ trụ dùng đầu đập vỡ kính siêu cường lực nó tiến vào bên trong và ngay lập tức giết chết hai thành viên phi hành đoàn thuyền trưởng thấy thế lập tức tiêm thuốc đánh thức sức mạnh của loài kiến với sức mạnh nâng vật nặng 100 lần trọng lượng cơ thể và một vết chích đau như bị chích. Lần này Dojima dễ dàng hạ gục con rán, nhưng mà bên ngoài cả nghìn con rán đang tiến đến. Osako tự hỏi tại sao bọn rán này lại bất chấp để giết họ như thế. Ờ, nhưng mà loài người thì cũng bất chấp để giết rán mà. Thôi coi như hòa nhá. Lúc này Mina phát hiện ra bảng điều khiển và hệ thống dự phòng của tàu đã bị hỏng. Dojima nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch. Họ chia làm hai nhóm, một nhóm đến chỗ bấc một để lấy đồ sửa sang bấc hai, một nhóm ở lại để thủ tàu đám rán thì ngu nên kiểu gì cũng sẽ lao đầu vào chiến trường nên nhóm đi lấy vật tư sẽ tạm an toàn komachi trước khi rời đi thì đến thăm na và hứa rằng sẽ quay trở lại cơ mà komachi không hề nhận thấy có vài sợi tơ kỳ lạ đang thoát ra từ miệng cô nhóm lấy đồ nhanh chóng dùng xe địa hình chạy đi nhưng trước hết phải vượt qua đám rán bên ngoài cửa tezuka lập tức tiêm thuốc hóa mình thành bọ cánh cứng một loài có thể bắn khí ga ra từ đít để chạy thoát với tốc độ cao Zuka thì phun lửa ra từ mồm, đẩy chiếc xe thẳng qua bầy rán bao vây bên ngoài, trở lại tàu. Ichiro tiêm thuốc biến hình ngay lúc đám rán ùa vào, nhưng mà biến hình của anh này thì không thiên về chiến đấu nên là chạy luôn. Dojima thì tả sông hữu đột trong vòng vây. Anh nhớ lại cái ngày mà Honda chưa mộ anh trở lại. Dojima vì đấm cấp trên mà bị sa thải, nhưng Honda đề nghị anh làm đội trưởng với nhiệm vụ mang chứng của đám rán này về trái đất. Cơ mà rán đông quá, Ichiro đành phải phong ấn toàn bộ con tàu rồi rút oxy ra, khiến cho đám rán chết vì ngạt thở. Dojima và Ichiro thì cũng hy sinh nốt. Trong lúc này ở nhóm đi đến bắc Bước Jin bắt đầu hỏi thăm Komachi về Nanao. Nanao thì mất mẹ cha dượng ngược đãi, làm gái để kiếm tiền. Komachi một lần thấy cha dượng đánh Nanao liền đến cứu cô. Nanao trong lúc tức giận thì đã giết cha dượng. Komachi liền nhận hết tội để bao che cho bạn gái. Kể xong chuyện thì Komachi hỏi ngược lại lý do của Jin chấp nhận lên sao hỏa. Thì ra anh này tứ cố vô thân nên là thôi kiếm ít tiền về hưởng hưu cũng được. Mà có hy sinh thì cũng chẳng sao cả. Đúng lúc này, một cơn sóng khổng lồ toàn là dán tràn đến từ bên ngoài. Mina quyết định xông thẳng qua nó, khiến cho Tezuka phun lửa đến bỏng cả mồm. Giờ làn sóng thứ hai còn lớn hơn thế ấp đến. Maria và Osuko quyết định phải tiêm thuốc để biến hình. Hai người đều mang sức mạnh của bọ cánh cứng nên là sẽ đi ra ngoài để che chắn cho Tezuka. Chiếc xe một lần nữa lao qua cơn sóng, rồi lật nhào xuống mặt đất, hất tung ba người Maria đang đứng trên nóc xe ra xa. Những người trong xe choáng váng bất tỉnh nên chiếc xe bật chế độ lái tự động lao đi mất, để lại Maria, Osuko và Tezuka ở trong vòng vây của lũ rán. Tất nhiên là cả ba đều hy sinh. Những người còn lại tỉnh dậy thì đã thấy đến tàu bấc một rồi, không ai để ý là có máy bay không người lái đang lén theo dõi họ từ xa. Toramaru và Yoshikane ở lại cánh gác những người khác thì đi vào bên trong tàu kiểm tra họ phát hiện máy tính của con tàu đang liên tục chuyển dữ liệu về trái đất chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì bên ngoài vang lên tiếng súng Toramaru và Yoshikane đã hy sinh sức mạnh của hai anh này là để thăm dò nước nên là chẳng giúp được gì trong chiến đấu cả đột nhiên bốn con bọ xuất hiện tay cầm súng bọn này hóa ra đã biết dùng vũ khí nóng lấy trong tàu bắc một rồi Komachi lập tức tiêm thuốc biến hình thành loài ong độc chết người ở Nhật Bản mà kim độc của con này là còn dùng liên tục được chứ không phải là trích phát là mất như mấy loài ong khác Komachi lao vào đám rán như trốn không người mà thật ra thì không người thật trong lúc đó Jin biến hình thành người châu chấu, Mina thì biến thành bọ ngựa. Đây là tổ hợp siêu công của thế giới loài bọ, dễ dàng quét tàn hết kẻ yếu. Cơ mà đánh nhau xong thì sương mù cũng tan đi, lộ ra một cái kim tự tháp ở ngay gần đó. Chả lẽ bọn gián đã khôn đến mức có cảm nền văn minh kiến trúc? Trong lúc đó, một con gián đang theo dõi bậc hai từ xa, thậm chí con này còn biết dùng điện thoại để báo cáo kế hoạch với Honda. Honda thì khuyên nó hãy tránh xa Komachi ra, vì năng lực biến hình của anh này cực kỳ mạnh. Con gián này sau đấy đi vào trong phi thuyền, kích hoạt bình oxy trở lại. Nó chĩa súng vào Dojima đang hấp hối rồi gọi anh. Anh là thuyền trưởng thì ra đây là asuka đã chiếm lấy thân thể của một con rán asuka là cô ả mà mọi người tưởng bị ba con rán hấp diêm từ đầu ấy nhưng thật ra cô này đã kịp biến hình dùng sức mạnh để điều khiển tâm trí của bọn rán này cho chống tự đánh nhau asuka chính là kế hoạch bí mật của honda còn một người nữa là ichiro sức mạnh của anh này là bất tử giống ấu trùng của một loài mũi ở châu phi khi gặp nguy hiểm nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông chỉ cần tạt nước vào là ichiro sẽ sống lại hai người đã kiếm được trứng rán thế hệ hai cho honda trứng rán ấy không phải món ăn đâu tại sao gọi là thế hệ hai thì tôi cũng không biết ichiro và và Asuka liền khởi động thuyền để quay về. Trong lúc đó, cơ thể của Nanao tiếp tục giải phóng rất nhiều sợi tơ trắng bọc quanh người. Đám Komachi ở xa thì ngơ người nhìn bậc hai được khởi động. Đúng lúc đấy thì chiếc máy bay không người lái được Honda điều khiển lộ diện. Vai trò thực sự của ba người trong nhiệm vụ này chỉ là để tay tiến sĩ này lấy dữ liệu chiến đấu cho dự án thôi. Vì bậc một đã gửi được một cái đầu dán về Nhật Bản nên đất nước này có được nguồn tin này rất sớm. Honda lập tức thuyết phục chính phủ cho nghiên cứu dự án siêu chiến binh với đối tượng thí nghiệm chính là đám tội phạm Komachi này. Bậc hai lên sao hỏa cũng chỉ để mang chứng về. Đám gián thực ra là sinh vật ngoài hành tinh chúng lợi dụng con người để xây dựng nên mọi thứ và lợi dụng con người để đi lên sao hỏa thúc đẩy sự tiến hóa quay trở lại với ichiro anh này tham gia nhiệm vụ vì quá nghèo mà anh phải gồng gánh một mình nuôi một đàn em asuka thì tham gia dự án vì cống hiến cho tổ quốc đột nhiên quả trứng thế hệ hai nở ra hai con rán siêu cấp xuất hiện bọn này còn có cả dynamic Island trên trán cơ mà asuka cố gắng sử dụng sức mạnh của mình để điều khiển bọn rán nhưng không thành công vì hệ thống bọn này được update rồi chúng dễ dàng kết liễu asuka rồi hô hào lũ rán ở dưới bay hết lên kéo luôn cả con tàu bấc hai rơi xuống mặt đất ichiro thì nhanh chóng biến hình để giả chết rơi vào trạng thái bất tử tàu bấc hai thì rơi ngay xuống chỗ bấc một bộ ba siêu công lập tức biến hình tấn công đám rán đang ập đến nhưng hai con siêu rán thì nhanh và mạnh hơn rất nhiều. Mina nhanh chóng bị hạ gục. Jin thấy thế liền tiêm thêm một liều thuốc kích thích nữa vào người. nhưng bù lại thì mặt anh càng ngày càng biến dạng. Komachi cũng phải làm thế để có thể đánh ngang tay được với hai con bọ. Jin tiêm nhiều thuốc đến mức mọc cả cánh. Cuộc chiến bắt đầu lan đến cả bầu trời. nhưng loài rán kéo đến như vô tận khiến cho hai người dần dần kiệt sức. Jin càng lúc càng tiêm thêm nhiều thuốc đến mức không thể trở lại thành người nữa luôn. nhưng sức mạnh đấy đủ để hạ gục một tên siêu rán. xong xuôi thì Jin cũng kiệt sức. Komachi thì cũng đã đến giới hạn. anh không thể đánh lại được con siêu rán còn lại nữa. đột nhiên một con gì đó phát sáng kỳ diệu bay về phía họ và bắt đầu phát tán bụi phát sáng khắp khu vực. Đây chính là Nanao. Cô mang sức mạnh của tầm và đã hóa thành bướm. Phấn hoa của Nanao rất dễ gây cháy nổ. Jin lập tức nghĩ tới việc hy sinh để cứu Komachi, nhưng Komachi lại muốn cứu cả Nanao cơ. Anh này mọc cả cánh, bay thẳng về phía cô để lôi đi. Đúng lúc đấy thì một con rắn nổ súng, thế là một vụ nổ bùng lên. Jin bay vọt lên không trung kéo Komachi ra khỏi tầm vụ nổ. Nanao thì cứu bằng rơi. Vụ nổ khiến tàu bốc hai rung động. Một ly nước tạt đổ vào mặt Ichiro khiến anh tỉnh lại. Bên ngoài thì Jin đã kiệt sức hoàn toàn anh phó thác hy vọng vào cuộc sống và komachi lúc này con siêu rán còn ngắc ngoài sống sau vụ nổ komachi lần này chỉ dùng dạng người thôi đã đánh gục được nó nhưng anh quyết định tha cho nó komachi đi vào trong tàu phát hiện ra ichiro vẫn còn sống ichiro rút súng chĩa vào anh này nhưng mà để bắn vào con rán ở phía sau lưng hai người thỏa thuận hợp tác với nhau để cùng vào khoang thoát hiểm bay về trái đất đám rán muốn bay lên đuổi theo hai người nhưng con siêu rán đã cản chống lại chắc là để trả ơn trong khi đấy ở trái đất honda phát hiện ichiro đã đột nhập vào hệ thống và cho cả thế giới biết sự thật honda quyết định trốn ngay trước khi bị chính phủ đưa ra làm kẻ thí mạng. Ichiro thề sẽ vạch mặt tất cả những kẻ đứng sau nhiệm vụ này. Còn Komachi thì muốn dựng mộ cho những người đã hy sinh và một ngày nào đó sẽ quay trở lại hành tinh này trả thù. Và trên đây là tất cả những tình tiết mở đầu của bộ anime Terra Formars. Nhưng mà phim thì chỉ làm đến đây thôi. Khi nào có phần 2 thì chúng tôi sẽ quay trở lại. Còn bây giờ, tôi còn quá. Xin chào và hẹn gặp lại.